Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Hôm nay mình lại làm video mình chia sẻ về rì quỷ đỏ nha anh em. Thì vừa về được đặt hàng thì mình làm video mình chia sẻ với anh em luôn. Thì đợt này mình về hai vị luôn nha anh em, hai vị. Cái này là vị sợi dứa, vị sợi dứa với lại vị cam kem nha anh em. Cái này cũng sợi dứa luôn. Cam kem, anh này cũng sợi dứa, cam kem thì nằm bên dưới, hai vị nha anh em. Đợt này thì bên công ty về kiểu như là có chút xíu thay đổi, là thay đổi gì anh em biết không? Thay đổi về cái hộp á. Lúc trước là cái này nó bỏ trong cái hộp giấy với hình vuông anh em, nhưng mà cái hộp giấy đó mình nói thiệt với anh em là cái hộp nó không có tác dụng gì hết á, chỉ là móc thêm cái khoản chi phí về phần bao bì thôi. Chứ nó nói thiệt với anh em là cái hộp đó mình có không thể nào mình đóng gói trong cái hộp đó mà mình ship hàng được, tại vì cái hộp nó rất là mỏng, giấy nó rất là mỏng anh em, chỉ là làm đẹp thôi chứ cũng không có tác dụng gì mấy. Thì làm kiểu giống vậy là giống như những cái loại thực phẩm bổ sung khác, hay nó chơi kiểu hộp nhựa bên ngoài vậy là ok rồi. Khi mà gói hàng thì mình, một là mình bỏ vào trong một cái hộp nó dày 3-4 lớp gì đó, hay là mình có thể mình lấy cái bọc bóng bóng khí anh em, mình gói lại gửi anh em thì nó sẽ chắc cú hơn. Cái hộp nó dở lắm anh em, chẳng qua chỉ làm kiểng thôi. Cái đợt này nó dán rất là nhiều thứ lên đây anh em, nhìn giống như cải lương vậy á. Chỗ nào dán được là dán hết luôn đó anh tem nè, đây anh tem nè, bên đây anh tem nè, dán như tem cải lương vậy, đây nữa nè, tem của công ty nè, tính ra là 1 nè 2 nè 3 nè, 5 cái tem quá dữ. Cái này hạn sử dụng của nó dán bít luôn anh em ơi. Tại vì đâu rồi để mình kiếm, không biết nó có dán bít không. Cái hạn sử dụng nó tới 2025 nữa nha anh em. Cái đợt trước của mình nó là 2025, còn cái đợt này chắc cũng cỡ đó đó, nó dán bít luôn rồi. Thì mình phải xé mấy cái tem mà, tại nó nằm ở ngoài này nè, nằm ngoài này nè, mình nghĩ chắc cái này nó dán bít luôn rồi. Thì đát, đây nè anh em, đát nè. Đợt này thì nó in cái đát lên trên cái miếng giấy, giấy tem luôn anh em, chứ không có giống như đợt trước nó dán, nó in lên trên cái thành hộp. Đát nè anh em, đát cực kỳ xa luôn. Tháng 7 năm 2026 mà nay mới là 2021. Khoảng đợt nay là tháng 11 năm 2021. Anh em biết xa dữ dằn, hơn 4 năm trời nữa nha. Hàng rất là xa, anh em không phải lo về chất lượng. Bữa giờ anh em mà xài cái hàng này chắc cũng biết chất lượng như thế nào. Uống thì nói chung là vị thì khó phải chê. Thì mình theo cá nhân mình thì đây là một cái loại rì bột cao mà mình thấy cái vị là ngon nhất. Ngon đó nha anh em. Bản thân mình nha. Còn tùy anh em nó có bạn thì không biết. Không biết anh em sao chứ mình á, trước giờ mình từng uống đó nha, là đây là cái loại rì ngon nhất. Và cái hiệu quả nó mang lại cho mình cũng ổn định nhất nữa. Với lại nó được một cái nó hợp với mình ở chỗ là anh em biết sao, nó không có ngứa. Tại vì bây giờ mình không thích cái cảm giác ngứa, mình sợ lắm anh em. Bây giờ mình sợ cảm giác ngứa, nó lại gây cho mình cảm giác khó chịu, cho nên mình không có thích ngứa nữa. Với lại cái này nó được một cái nên anh em biết là cái gì, không phải là mình khen đó nha. Nó được một cái là nó sẽ không có bị lờn. Thường anh em hay nói uống rượu bột cao mà chừng vài hũ là nó sẽ bị lờn cái cảm giác ngứa. Anh em uống hũ đầu tiên nó ngứa vậy lắm, tới cái hũ thứ hai thứ ba là nó mất cái cảm giác ngứa đi, tại vì nó quen anh em, quen với lại betanolin á. Nhưng mà cái thằng này nó không có ngứa, cho nên là mình sẽ không có bị lờn cái cảm giác ngứa đó. Cái này là mình chia sẻ cho anh em, nếu mà anh em nào mà uống rì rồi chắc cũng biết rồi đó, cho nên là mình thích nó vậy thôi. Chia sẻ với anh em như vậy. Đây là tem, có luôn cái hóa đơn giá trị gia tăng nha anh em, VAT. Đây là hóa đơn VAT nè, giấy tờ đầy đủ nha anh em, nguồn gốc hàng hóa xuất xứ, anh em không phải lo về hàng. Anh em nào mà có nhu cầu muốn cần đặt hàng thì cứ liên hệ với mình vẫn để số Zalo bên trên góc màn hình đó. Lúc nào mình cũng để cái số Zalo trên đó để anh em tiện liên lạc với mình cho nó dễ. Thì số Zalo anh em muốn nhắn tin này kia thì nó dễ lắm nha anh em, còn không anh em không thích thì vào trong cái đường link Facebook mình để phía dưới cái phần mô tả video đó. Anh em click vào trong đó và liên hệ với mình biết gì mình chia sẻ với anh em. Đây là hóa đơn giá trị gia tăng nè đó. Rồi hôm nay chỉ là một cái video ngắn mình chia sẻ với mọi người vậy thôi nha. Khi nào có hàng mới thì mình lại tiếp tục mình làm một cái video mà mình chia sẻ với anh em tiếp. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Anh em nếu mà yêu thích thì ủng hộ mình với nha. Bye bye anh em nha.